xin chào quý vị và các bạn tôi là ngọc mai và đây là kênh khám phá lịch sử hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một đế quốc du mục hùng mạnh từng được mệnh danh là đế quốc du mục cuối cùng trên thế giới hãn quốc dung hà nghe tên có vẻ lạ tai nhưng câu chuyện của họ lại gắn liền với một sự kiện lịch sử đầy tranh cãi tôi rất may mắn khi được trò chuyện cùng chuyên gia lịch sử trung á tiến sĩ lê văn minh để hiểu rõ hơn về đế quốc bí ẩn này Xin chào anh Minh. Xin chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Hàn Quốc Dung Ha, nghe thì lạ tai nhưng lại có một câu chuyện vô cùng hấp dẫn và cũng đầy bi kịch. Tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu về họ và càng tìm hiểu, tôi càng thấy kinh ngạc trước sự hùng mạnh rồi lại lụi tàn nhanh chóng của đế quốc này. Mai này, chắc hẳn bạn cũng tò mò về số phận của họ, phải không? Vâng, đúng vậy anh Minh ạ. À. Tôi được biết, hãn quốc Jung từng trải dài trên một vùng đất rộng lớn. Vậy mà dường như họ lại biến mất khỏi lịch sử một cách bí ẩn. Điều gì đã xảy ra với họ vậy ạ? Câu chuyện bắt đầu từ thời hoàng đế Càn Long nhà Thanh. Sau khi thống nhất Trung Quốc, ông bắt đầu để ý đến người hàng xóm phía tây, chính là người dung Ha. Càn Long ban đầu có ý định chia lãnh thổ dung Ha thành bốn bộ lạc, nhưng một thủ lĩnh tên là Amursana lại nổi dậy. Ngọc Mai thử đoán xem điều gì đã xảy ra tiếp theo. Tôi đoán là một cuộc chiến đã nổ ra giữa nhà Thanh và người Dung Hà. Chính xác, và cuộc chiến này đã dẫn đến một kết cục vô cùng bi thảm cho người Dung Hà. Quân Thanh đã tàn sát gần như toàn bộ dân tộc này. Thật đáng sợ phải không? Bạn có tưởng tượng được một dân tộc hùng mạnh lại bị xóa sổ gần như hoàn toàn? Thật kinh hoàng, tôi không thể tin được. Vậy là gần như toàn bộ người Dung Hà đã bị tiêu diệt sao? Theo một số tài liệu lịch sử, khoảng 80% người dung hà đã bị giết hoặc chết vì bệnh tật. Con số này thật sự gây sốc. Một số người may mắn chạy trốn đến Nga hoặc Kazakhstan, số còn lại bị bắt làm nô lệ. Đây được coi là một trong những cuộc diệt chủng tàn khốc nhất trong lịch sử thế giới. Điều này thật sự quá khủng khiếp. Anh có thể chia sẻ thêm về nguyên nhân dẫn đến cuộc thảm sát này không? Tại sao Càn Long lại ra lệnh tàn sát cả một dân tộc như vậy? Có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong số đó là Càn Long muốn bảo đảm biên giới phía Bắc và phía Tây của đế chế Thanh. Ông cũng muốn loại bỏ sự cạnh tranh của người Mông Cổ trong việc kiểm soát Đạt Lai Lạt Ma ở Tây Tạng. Nghe có vẻ khó tin, nhưng việc kiểm soát tôn giáo cũng là một yếu tố quan trọng. Ngọc Mai thấy thế nào? Thật khó để lý giải hành động này. Tôi không ngờ một vị hoàng đế lại có thể ra lệnh tàn sát cả một dân tộc chỉ vì những lý do như vậy. Anh Minh có thể chia sẻ thêm về số phận của vùng đất Dung -ha sau cuộc diệt chủng này không? Sau khi người Dung Ho bị tiêu diệt, nhà Thanh đã di dân hàng triệu người Hán, Hồi, Duy Ngô Nhĩ và Mãn Châu đến định cư tại vùng đất này, mà ngày nay là khu vực Tân Cương. Việc này đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện nhân khẩu học của khu vực. Thú vị là cơ cấu dân số ở Tân Cương ngày nay vẫn mang nhiều nét tương đồng với thời kỳ đầu nhà Thanh cai trị. Đáng buồn khi một dân tộc lại bị xóa sổ khỏi lịch sử một cách tàn khốc như vậy. Câu chuyện của người Dung Har là một lời nhắc nhở về hậu quả khủng khiếp của chiến tranh và tham vọng quyền lực. Cảm ơn anh Minh đã chia sẻ những thông tin quý báu này. Tôi tin rằng quý vị thính giả cũng đã có cái nhìn sâu sắc hơn về Hãn quốc Dung Har và số phận bi thương của họ. Cảm ơn Ngọc Mai đã cho tôi cơ hội chia sẻ câu chuyện này. Hy vọng qua câu chuyện này, chúng ta có thể rút ra những bài học quý giá về lịch sử và hòa bình. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo của Khám phá lịch sử.